Chào các bạn, cho nên mình hiện giờ đang là một chiếc OnePlus 8, nhưng mà cái điểm đặc biệt là nó đang chạy một cái launcher mới tên là Sony Concept Launcher. Thì đây thực chất là một cái launcher do Sony làm cho những cái thiết bị của họ và dùng để thử nghiệm những cái tính năng hoặc là ý tưởng mới. Và điểm đặc biệt đó là Sony Concept Launcher nó rất là nhanh và đẹp. Tính năng thì tí nữa mình sẽ nói cho các bạn biết sau, nhưng mà tại sao mình có thể đem nó được lên chiếc OnePlus 8 thì đó là nhờ một lập trình viên ở trên diễn đàn XDA, họ đã port nó qua những cái máy Android khác không cần phải là máy Sony, miễn là bạn có root là được và chạy Android 5.1.1 trở lên. Link download thì mình đã để ở bên dưới cái bài viết rồi, thì các bạn có thể nhấn vào đó download về rồi flash bằng recovery. Còn về tính năng á, thì bạn thấy là đây là một cái launcher rất là đơn giản và nó theo dạng launcher của MIUI trên những cái máy Huawei hoặc là trên iPhone. Đó là nó không có cái khu vực App Drawer riêng mà toàn bộ những cái ứng dụng thì nó sẽ liệt kê ra chung cái màn hình chính này luôn. Tức là nếu mà bạn mới vừa mở máy lên thì bạn có thể lướt ngón tay qua và bạn có thể tìm cái ứng dụng mà mình muốn chạy rồi, không có cần phải vào một cái nấc nữa. Và bạn thấy là nó có nút search ở trên cái thanh dock, mình rất là thích cái nút này bởi vì nó sẽ cho phép mình tìm kiếm nhanh hơn. Trước đây mình phải tìm cái widget search, thì nhiều khi mình đang ở đâu đó màn hình bên đây thì mình sẽ phải vòng trở về màn hình đầu rồi mình mới chọn được. Còn bây giờ thì mình không cần làm cái trò đó nữa. Trong giao diện search thì bạn có thể tìm kiếm rất là nhiều thứ chứ không chỉ là ứng dụng ha. Rồi. Ngoài ra thì một cái điểm đặc biệt mình rất thích ở cái launcher này và không nhiều launcher do những hãng sản xuất làm mà có được tính năng, đó là cái tính năng đổi icon. Thì đây là cái icon look, thì nếu mà bạn cài những cái bộ icon từ Play Store về á thì nó sẽ cho phép bạn đổi. Hồi nãy giờ là mình xài cái icon mặc định ha của cái ROM mà mình đang chạy, còn bây giờ mình sẽ đổi nó qua một cái bộ Poly icon. Thì bạn thấy là nó đổi những cái icon này rồi. Đây, mình sẽ qua đây cho các bạn xem. Ví dụ như là setting nè, hay là Facebook nè, Chrome nè, giờ nó đã đổi mới hơn so với lại hồi trước rồi. Thì một cái điểm mà mình chưa thích ở launcher này đó là nó có cái thanh đen ở trên khá là khó chịu, trong khi cái Now Launcher hoặc là những cái một số cái launcher của HTC hay Samsung thì họ không có để ra cái thanh đen ở phía trên này mà nó tiệp luôn, nhìn rất là đẹp. Như mình đã nói lúc nãy là chỉ có máy root mới chạy được thôi. Thì với lại đây là cái bản port, do đó mình không đảm bảo 100% là nó sẽ chạy trên mọi máy và nó sẽ hoạt động hoàn hảo. Nhưng mà miễn phí mà, thành ra anh em cứ download về rồi flash thử và cho mình biết xem mình nó có nhanh và mượt như là mình thử trên chiếc M8 này hay không nhé. Rồi, xin chào anh em, chúc anh em năm mới vui vẻ.